Hello, xin chào tất cả anh em. Giới thiệu đến anh em những chiếc đài radio cổ của Pháp rất là đẹp. Trước giờ thì em hãy giới thiệu mấy chiếc đài của Đức, nhưng mà hôm nay sưu tập được những con đài này là chỉ trên những cái website sưu tầm đồ cổ của nước ngoài thôi. Chị em thì cũng không có, nhưng mà thấy đẹp quá nên là muốn lưu lại và giới thiệu đến anh em để chúng ta có mở mang tầm mắt xem những cái con đài radio cổ ở trên thế giới. Thì anh em có thể thấy những con đài trên clip này nó đều là những con đài của Pháp, và nó có những cái thiết kế rất là đẹp và hoàng gia, giống như kiểu Louis 18 ấy. Và nếu mà so về cái ngoại hình thì có thể nói là về ngoại hình thì đài của Pháp thì nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp, và nó trau chuốt từng cái chi tiết một. Nhìn nó rất là vua chúa, nhìn nó rất là sang trọng và quý phái. Thì đây là một số những cái mẫu đài của Pháp nên là em giới thiệu cho anh em xem. Nhiều anh em có thể giống như em, khi mà mới nhìn này đúng là cả đời mình chưa bao giờ mình nhìn.